Hello game, hello Thọ, hello Hằng, hello Đạt. Chào cu cứu dạ em. Hello Vân, chào Minh nha. Hello Ngọc Hà. Nay thầy like bất ngờ thế mà các bạn vẫn theo dõi hả? Hôm nay là like không báo trước này, hôm nay là không có trong lịch này, thầy vui vui thì like thôi. Vui vui like thôi các bạn. À, như chuông ấy hả? Ok, chào Tất Tây, chào Mạnh em, chào Quyên Luyến. Hello Tâm. Hello Cường, hello Tố, chào Tuấn Anh em, chào Ngọc Trinh nha, hello Trần Đức, chào Nam Kỳ em. Ừ, chào Thu Hà. Nào các bạn tranh thủ ta chia sẻ về tường đi, không là video này hơi bị hay luôn, nó tiếp nối cái buổi hôm trước của ta. Rảnh em sẽ vào coi thầy livestream, không rảnh thì cứ vứt việc để vào coi livestream nha. Đang học lý thấy thầy like bất ngờ quá liền chạy sang liền. Ui, hello Trung Hiếu, cảm ơn em. Phần này là file cũ hay file mới? Phần này file mới em, phần 2 mà em nhìn thấy phần 2 à? Hôm nay ta có là phần 2, phần số 2 đây. Wow. Em đang ăn cơm, em bỏ cơm mà xem like hả? Chào thầy ạ, à, thầy đọc tên em đi, chích sông sóc. Ai da, hello Toàn, chào. Rồi, Tú thế là được, hello Trâm nha. Tường thầy like trong lớp VIP không, hôm nay bổ trợ bình thường thôi, hôm sau bổ trợ sang cái sơ đồ V mà xử lý đồng biến nghịch biến rồi là đếm số cực đại cực tiểu thì mới là ở trong lớp VIP. Đấy là buổi hôm sau. Minh mới thi hóa xong à? Hello Lê Phong. Cu Đinh Hữu Mạnh này là cu nào đây? Đinh Hữu Mạnh hả? Đinh Hữu Mạnh, ôi khiếp, thanh niên mà đi sợ quá, thanh niên vô học. Hello Phúc. Sơ đồ V mà đồng minh biến này kinh khủng quá. Ừ, nó là đồng biến bình thường mà, hơi pro luôn. Chẳng qua là không muốn dạy các bạn sớm, dạy các bạn sớm là nó nhiều cái là nó lộ hết ra, thế nên là thôi để từ từ để các bạn nếm đau khổ cái đã. Phần nó hay lắm, phần đấy phê cực kỳ luôn. Rất là thích luôn. Hello Hiền em. Hello Mai. Hello Mai Linh nha. Bổ cho thầy quả chia sẻ thế nào, rồi nhanh lên. Cố gắng lên được 10 người xem thế nào. Mới like đến dạng 6 thôi mà thầy dạng 7 tiếp trên. Thôi dạng 7 thôi, nay sang like từ dạng 9 cho đi. 9 cho đi. Dạng 6 hôm trước là like chưa? Hôm sau trước là like dạng 6 à? Hello Đức Trần. Trước chưa xong ấy hả? Thôi thế thôi nhỉ. Nay sang cái dạng tiếp theo là dạng 9 cho đi. Dạng 9 cho đi các bạn. Thế cho nó giật mình các em, thế cho nó giật mình. Hello Thịnh em.
Sao nay được 6 người xem vậy nhỉ? Hôm nào cho được 6 người xem, có hôm nào được nhiều hơn đâu. Khổ. Giảng hay như thế các bạn ạ. Nhiệt tình như thế, tài liệu hay như thế, phương pháp hay như thế, bài tập hay như thế mà hôm nào cũng được có 6 người xem. Hello Khánh Chi. Khi anh qua thung lũng và cái ấy nó ghì bàn chân. Ôi đống này mà. Chào thầy Phát rồi phải học môn khác đây, hay quá. Mai có live tiếp, mai là lịch học bình thường mà. Mai là lịch học chính của ta đúng không? Nên là mai live bình thường mà. Thôi thầy khổ quá mà. Hôm trước là ta đang dạng nào nhỉ? Xem là thầy xem nào. Trước là thầy trò mình đang hôm trước của ta là đang là đây đúng không? Wow. Trước đang dạng 6 à? Dạng 6 à? Như vậy là nay ta sang cái dạng 7 8 9 tí nhỉ. Xong là sang cái 8 9 tí. Em 2K5 mới làm đề đại học năm nay trong 70 phút mà được có 9,8, em nên ôn thế nào cho hợp lý ạ? Hoang mang quá. Bạn trẻ Cao Ngọc Trinh nhắn tin. Nay tóc đẹp rồi, nay tóc bổ đôi đẹp. Quá đẹp luôn các bạn. Đây là dạng số 7 đúng không? Dạng số 7. Nhắc tới dạng hôm nay này, thầy cho mình dạng số 7 này xong bắt đầu là cái gì ạ? Là có cả cái dạng 8 à 9 10 11 12 13 14 17 dạng cơ, 17 dạng. Hôm nay thầy nhắc nhanh mỗi dạng một tí. Đang lim dim ngủ thì thấy thầy live stream. Dạng này sơ đồ V vào thôi hả? Ok. Không sơ đồ V thì cũng tùy từng bài. Ví dụ bài này mà người ta hỏi là có một điểm cực đại chẳng hạn, hoặc một điểm cực tiểu chẳng hạn, hai điểm cực đại chẳng hạn, thì sơ đồ V nó cũng là tương đối khó đấy. Tương đối khó. Minh Phan thầy thấy em không? Không, không thấy em, lát không thấy. Chào Phúc Cleopat. Cố lên học để cho nó khỏe khoắn, cho nó già dặn lên. Em là hắm búp măng non, em lớn lên sẽ là măng già. Wow. Nhiều câu hay phết nhỉ, nhưng cái dạng này thì dạy cho các bạn sơ đồ V rồi, thế nên là dạng này thấy nó cũng bình thường đúng không? Không khó lắm. Wow, dạng toán 8 là dạng truy ngược à? Bài toán truy ngược này. Truy ngược này. Truy ngược này. Truy ngược này. Truy ngược tiếp này. Truy ngược này. Rồi, như vậy ta sẽ xử lý mẫu dạng một ít. Nay thầy chữa nhanh cho các bạn dạng 7, dạng 8, sau đó là thầy trò mình sang là 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bắt đầu chưa? Thì anh Dương bắt đầu đi thầy ơi, chia sẻ cho thầy chưa mà rồi bắt đầu đi thầy ơi. Tài liệu hay thế này mà đấy, nãy giờ được 4 lượt chia sẻ, trong đấy là có 3 lượt là của thầy rồi. Ai trầm cảm quá trời. Buổi sau nhá, buổi sau của ta này, các bạn nhớ thầy là buổi sau của thầy trò mình này, hơi bị hay luôn. Buổi sau của mình là có cái gì ạ? Buổi sau của ta này. Buổi bổ trợ sau ấy, buổi bổ trợ sau của ta ấy. Buổi sau của ta ấy. Là các bạn sẽ học cái phần gì ạ? Là sơ đồ V. Sơ đồ V, giải các bài toán gì? Giải các bài toán gì? Các bài toán thông thường này các bạn đã biết rồi đúng không? Là đếm số cực trị là biết rồi, cực trị là biết rồi. Giải bài toán kinh điển thứ hai là đếm số cực đại, cực tiểu hoặc là tìm điều kiện để cho bài toán hàm số của ta là có bao nhiêu cực đại và cực tiểu. Bài toán thứ ba là đơn điệu, đồng biến và nghịch nghịch biến, đó, hàm hợp, đồng biến nghịch biến của hàm hợp. Hàm hợp, hàm ẩn, vân vân. Đó thì buổi sau thầy cho mình chiến đấu mấy cái dạng đó nha, ở trong lớp VIP. Bạn nào mà muốn tham gia cái lớp 9 cộng live stream thì các bạn có thể là đăng ký tham gia ngay, đang có ưu đãi siêu đãi cho các bạn. Siêu đãi cho các bạn ở trong cái đợt dịch này. Chuẩn bị đến vòng sau thầy sẽ phát cho các bạn cái bộ đề. Bộ đề chắc chắn 8 cộng rất là hay luôn. Siêu hay luôn. Thì các bạn để ý cho. Nào bắt đầu từ câu số 1 đi các bạn ơi. Làm nhanh luôn, những loại này thì nhanh không mà đúng không? Mấy loại này thì
15 giây, 30 giây là xong cái con này đúng không? Câu số 1 như vậy là sơ đồ V thần thánh rồi. Sơ đồ V các bạn có luôn U của ta là bằng X bình trừ đi M. Như vậy là cái sơ đồ V của ta là đây. Đây sẽ là trừ trừ M đúng không ạ? Và thằng này để có 3 điểm cực trị thì các bạn thấy thằng này các điểm cực trị của hắn là cái gì ạ? Là thằng này bỏ luôn đúng không? Bỏ thằng này đi, thằng này không tính. Các bạn thấy là ở đây á, là cái thằng x trừ 1 là mũ nó là mũ chẵn, như vậy là các bạn bỏ luôn đúng không? Như vậy là còn 4 thôi. Như vậy là thằng này có 3 điểm cực trị khi và chỉ khi. Khi và chỉ khi. Đây, 1 điểm. 2 điểm. 3 điểm. Như vậy là các bạn có luôn hàm số y bằng f x bình trừ đi m có 3 điểm cực trị. Thì thằng này nó tương đương với trừ m của ta là nó phải nhỏ hơn hẳn hẳn 4, tức là tương đương với m nó phải lớn hơn trừ trừ 4, xong luôn đúng không? Che đề hả? Ok, đây rồi. Như vậy là A, con này dễ quá nhỉ. Xong luôn. Như vậy là A luôn. Nhanh quá, nhanh quá. Cũng làm dạng này đúng là làm sơ đồ V rất là hay đúng không? Rồi câu số 2 luôn các bạn. Cho cái hàm số y bằng fx có đạo hàm f phải như thế với mọi x có bao nhiêu giá trị nguyên bé hơn 15 để hàm số này quy duy nhất một điểm cực trị. Nào. Mic thầy cứ bé bé hả? Các bạn nào có nghe mic thầy bé không? Các bạn nào nghe bé không? Các bạn nào mình nghe bé không ạ? To chứ nhỉ, mic to chứ nhỉ. Thầy nói mà to lắm, cả hàng xóm cũng nghe mà. Quả mic này là mic VIP đấy, mic này là mic VIP. Đây, mic này là mua ở chợ Đồng Xuân. Tắt lắm các bạn, đây cái mic này, đây. Mic hội nghị quốc hội đây, mua chợ Đồng Xuân. Hồi đấy là cái hàng này nó khá là hiếm, rất là đắt. Thì hồi đấy ở chợ nó bán theo cân. Bán theo cân. Em để volume có 10 mà còn đau hết cả tai đấy. À đau tay hả? Sao lại volume thì liên quan gì đến tay em? Phải là tai. Tai. À, ok các bạn có luôn con này chắc chắn là cũng dùng sơ đồ V. Sơ đồ V, đúng không ạ? Sơ đồ V. Ở đây thì các bạn có luôn, các bạn sẽ đặt U của ta là bằng x bình trừ đi x cộng với M thì các bạn có cái sơ đồ V nó như thế này. Con này mỏng manh quá nhỉ, mỏng manh quá. Okay. Đây, thì cho cái này nó lên cao thì nhìn đẹp. Đây, sơ đồ V. Như vậy từ đó các bạn suy ra luôn là cái sơ đồ của ta. Đó, sơ đồ. Nào, như vậy đang có hai. Rồi, cái đỉnh của hắn đạt được là tại gì ạ? 1/2 đúng không? Đây sẽ là trừ 1/4. Như vậy đây sẽ là m trừ 1/4. M của ta trừ đi 1/4. M trừ 1/4. Khiếp, các bạn đã 3B rồi hả? Rồi, thế bây giờ người ta bảo này, để cái hàm số này có duy nhất một điểm cực trị, duy nhất một điểm cực trị ở đây thì các bạn thằng x bình thì các bạn bỏ đi. Thằng này nó có nghiệm là 1 và 2 đúng không? Như vậy là các bạn có là đây. Ok, đây là 2, đây là 1. Như vậy là các bạn có luôn hàm số có duy nhất một điểm cực trị. Thì cái điều này xảy ra khi và chỉ khi là m trừ đi 1/4 nó phải lớn hơn bằng 2. Tức là tương đương với m của ta nó phải lớn hơn 1/4 là 0,25 đúng không ạ? 2,25. 2,25. Comment và chờ nó lót hết mạng lag. Đợt này là đang cắn cáp, con cá nó đang cắn cáp các bạn, đang cắn cáp, thế nên là các bạn thông cảm. Rồi như vậy là các bạn có luôn, khi đó thì từ đó các bạn suy ra là m của ta sẽ thuộc vào con gì ạ? Từ 3 trừ đi đúng không? 3 này 4 rồi đến bao nhiêu?
bé hết 15 là đến 10, 14 đúng không ạ? Như vậy là từ 3 đến 14 thì cháu nó sẽ có là 12 giá trị đúng không ạ? Nó sẽ là 10, 12 giá trị B đúng rồi. Cá mập nó đang ị vào cáp, các bạn thông cảm. Tiếp theo là cái câu câu số 3 luôn các bạn, câu số 3 luôn. Câu số 3, tìm điều kiện để thằng này nó có 3 điểm cực trị. An Ninh là B, Quang Huy B, Khánh Linh B, Minh Phan B, nhanh quá nhỉ. Con này là cũng sơ đồ V, đúng không ạ? Sơ đồ V, các bạn có luôn. U của ta là bằng x bình cộng với 2mx trừ đi 2, như vậy là các bạn có cái sơ đồ nó như này. Ô tôi chu choa. Này, như vậy nó sẽ là 2m bình trừ đi 2. Và ở cái chỗ này thì các bạn có luôn thằng này có nghiệm là x trừ 1 và x trừ 3 thì nó sẽ có là x bằng 1 và x bằng 3. Đúng không ạ? X bằng 1 và x bằng 3. Trong đó thì cái thằng 1 nó là nghiệm bộ chẵn rồi, các bạn bỏ nó đi, không tính, chỉ lấy mỗi cái thằng x bằng 3 thôi, đúng không ạ? X bằng 3 thôi. Thì thằng này có 3 điểm cực trị thì tương đương với điều kiện đây. Rồi, như vậy là các bạn có luôn yêu cầu bài toán tương đương với 2m bình trừ đi 2 nó phải nhỏ hơn hẳn hẳn 3. Tức là các bạn có luôn m bình của ta nó sẽ nhỏ hơn 5/2. 5/2. Đó, 5/2 thì từ đó các bạn suy ra luôn. Điều này nó sẽ tương đương với wow. Con này nó sẽ tương đương với là m nó sẽ nhỏ hơn căn của 5/5/2 và lớn hơn trừ căn của 5/5/2 mà người ta đang cho là m gì ạ? M này là m nguyên các bạn ạ. M là thuộc vào vào z, như vậy là cái tập m của ta là gồm có thằng trừ 1, 0 và 1. Như vậy cháu nó có 3 giá trị thỏa mãn. Con này cũng B luôn. Auto B nhỉ. Em không bật bình luận thầy nhá, em bật nó lag không chạy được. Không có bình luận thì chơi với ai? Rồi ta sang cái con tiếp theo đi, dạng 8 đấy các bạn. Nhắc lại cho các bạn nhớ thôi, dạng 8 là câu số 1 luôn. Làm đại diện vài câu. Wow. Câu số 1. Cho hàm số bậc 4 có đạo hàm liên tục chữ R thì hàm số hàm số y bằng f phẩy của 3x trừ 1 có đồ thị như hình dưới, thì hỏi là cái hàm số này là có mấy điểm cực đại. Đây là dạng bài toán truy ngược rồi đúng không ạ? Cho fu bắt đầu hỏi fv. Hàm thì hàm fx nhưng mà đề lại cho fu, sau đó lại hỏi thằng fv. Đó, đây là cái đề bài nó kiểu như này này. Hàm số là hàm fx này. Thì giả thiết đấy nó lại cho là cái gì ạ? Hàm fu. Thế nhưng mà đến lúc kết luận lại người ta lại hỏi được kết luận của thằng fv. Những cái bài nó kiểu đều như thế các bạn. Thì đây được gọi là bài toán truy ngược. Cái bài toán truy ngược. Đó là cái dạng số 8 của ta. Truy ngược. Úi, dạng này thì song trục là chùm rồi đúng không? Dạng này song trục là nhanh nhất và nó đỡ bị nhầm. Như vậy là dạng này ta song trục luôn các bạn. Song trục. Song trục. Các bạn có luôn f của thằng gì ạ? 3x trừ đi 1. Đây thằng này nó sẽ cắt trục OX tại trừ 2 này. Trừ 2 này, tại 1 này và tại 2. Tại 2. Rồi. Và cái chiều biến thiên của hắn sẽ là như này. Lên. Đấy, xuống. Đấy, lên. Sau đó lại xuống như này, đúng không ạ? Ok. Và các bạn suy luôn là cái thằng f của 1 trừ đi 2 2x thì chiều biến thiên nó sẽ là ngược lại như này. Đó, ngược lại. Rồi. Nào comment cho thầy cái đáp án luôn, làm nhanh luôn, dạng này thì muỗi quá đúng không? Muỗi quá. Còn sao lại có cả D, A, hai phương án, đang có là phương án D và phương án A. Lại có cả phương án B nữa kìa. Wow, như vậy đây là ba phương án luôn. Hy Hòa D này, An Ninh là D này, An Ninh từ B quay xe này, Khánh Linh là D, Lê Phong D, Minh Phan D, Nguyễn Minh A. Ok. Văn Tân D, Châu Bảo Hân D. Tiếp nữa nào, xem nào.
Đặng Thị Thu Thảo là D. Con này là song trục gì rồi? Con này là song trục song song rồi đúng không? Song trục song song rồi, không cần phải phải tính toán gì. Ok. Đây hả? Song trục song này hả? Rồi, như vậy là các bạn nhận xét luôn là hàm số của ta nó có hai điểm cực đại đúng không ạ? Hai điểm cực đại. Như vậy đáp án là D. Con này là quá dễ luôn. Quay xe A ấy hả? Bây giờ thanh niên quay xe. Buồn quá. Thanh niên quay xe. Quay xe sai luôn. Ok, sang câu số 2 luôn các bạn. Câu số 2. Cho hàm số bậc 4 của đồ thị của thằng f(x) cộng 1 như hình vẽ và hỏi là cái hàm số y bằng f(x) bình trừ đi 3 có bao nhiêu cực trị? Con này tiếp tục là song trục. Song trục các bạn có luôn là đây là f của gì ạ? X cộng với 1. À, thằng này có mỗi thằng trừ 2 thì đúng không? À, cái chiều biến tiên của hắn là lên. Hôm nay thì không 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 giải thích, không giải thích cái dấu lên xuống này là bởi vì ta học quá nhiều rồi. Nay là đang test lại thì các bạn xem thôi. Rồi, tiếp theo là ta suy ra là cái thằng gì ạ? Suy ra luôn là cái thằng là f của x bình trừ đi 3. F của x bình trừ đi 3. Hai này là song trục cùng chiều rồi đúng không? Song trục cùng chiều rồi. Thằng này là tại tại không rồi đúng không ạ? Tại không rồi. À, người ta hỏi là có bao nhiêu đường cực trị đúng không? Không rồi, không các bạn thay vào đây nó bằng âm 3. Âm 3 là đây. Âm 3, đấy. Âm 3. Song trục còn là các bạn là bài này các bạn dùng sơ đồ V nó rất là nhanh thôi. Song trục. Như vậy là nhưng mà đếm số cực trị á, đếm số cực trị đối với dạng bài này á, thì các bạn dùng song trục nó cực nhanh luôn. Như vậy đây là sẽ là 1 2, như vậy tổng của ta nó sẽ là có 3 điểm cực trị đúng không ạ? Các bạn nào mà thích làm kiểu bảng biến thiên thì đây, bảng biến thiên đây. Chế biến thiên của hắn ở đây. Ví dụ đề bài người ta hỏi là số đường cực đại, số đường cực tiểu chẳng hạn, à, thì các bạn nếu dùng sơ đồ V chưa quen thì các bạn không đếm được. Nhiều bạn bảo ơi sơ đồ V đếm cực đại cực tiểu thì cứ xen kẽ cái đấy cũng không phải đâu các bạn. À, chỗ này là bằng căn căn 5, chỗ này là trừ căn căn 5. Cái gì? Ơ thầy cho trừ 3 bằng x cộng 1 hả? À ờ đúng rồi, xin lỗi các bạn. Trừ 3 như vậy được đây là x nó sẽ bằng là trừ 4 đúng không? Đây là trừ 4. Sorry các bạn. Trừ 4. Và các bạn bỏ phần bên đây đi. Hôm nay vừa cãi nhau người yêu cũ xong cái ông khán cái cổ các bạn. Cãi nhau về vấn đề kinh tế thế giới các kiểu. Nhanh quá nhỉ, nhanh quá. Thế làm con khác xong trục đi, làm con khác đi. Con số 4 đi các bạn, con số 4. Con số 4. Cho hàm bậc 4 có bảng xét dấu như hình vẽ, à thằng xét dấu của đạo hàm f phẩy của x trừ đi 2 hỏi cái hàm số là f căn bậc 2 của x bình cộng 2x cộng với 2 thì có bao nhiêu điểm cực trị. Thì các bạn lưu ý là các bạn song trục đối với cái hàm căn bậc 2 bình thường nhé. Và các bạn song trục đối với hàm trừ tuyệt đối bình thường. À. Song trục trừ tuyệt đối thì nó lại quá dễ luôn các bạn. À rồi, chắc là buổi phải bổ trợ cho lớp VIP một buổi về song trục hàm trừ tuyệt đối. Nó quá là dễ luôn. Rất là hay luôn các bạn. Ôi ông nào hack chứ sao mà thì mình lên gì lên ôi 900 người xem rồi sợ thật. Nó cái gì này? Thầy cái gì? Song trục căn hả? Thầy chỉ sơ đồ V đếm cực đại cực tiểu đi. Tuần sau thầy bổ trợ ở trong lớp lớp live mà, trong lớp live 9 cộng là tuần sau thầy bổ trợ cái phần đó. Bổ trợ luôn cả cái phần song trục mà hàm trừ tuyệt đối nữa cho các bạn này. Bổ trợ nhiều quá nhỉ, bổ trợ nhiều quá, không có lớp nào bổ trợ nhiều như cái lớp này luôn, bổ trợ dã man luôn.
học nay mà không lên top được, thầy cười chứ. Rồi đầu tiên các bạn có luôn thằng này là thầy dùng song trục nhé, song trục. Tất nhiên con này dùng sơ đồ V bình thường cũng không có gì ghê gớm cả, nhưng mà đây ta sẽ xử lý bằng bằng song trục. Đúng không ạ? Ok chưa các bạn, xong chưa? Ưu tiên bổ trợ sơ đồ V hả? Cũng được. Rồi ở đây các bạn có luôn là thằng f phẩy của x trừ đi 2, f phẩy của x trừ đi 2. Thằng này thì ô chu choa. Cho dài dài thì cũng đẹp. Rồi, cháu nó sẽ có là cái gì ạ? Đây là 1 này. Đây là 3 này. Đây là 5 này, chiều biến thiên của cháu nó sẽ là cái gì? Xuống này. Xong nó lại lên này. Các bạn, xong nó lại xuống này. Xong nó lại lại lên như này. Ok. Đó, kiểu như thế. Năm nay em xin top cuối ạ, để mấy bạn 70 phút làm on top hả? Được rồi. Như vậy từ đó các bạn suy ra luôn, ta suy ra luôn. Năm nay là thấy nhiều 2K4 là hơi bị khiêm tốn đấy, đúng không ạ? 2K4 năm nay là khá là khiêm tốn này. Nào là chê đề dễ là cái kiểu hoang mang quá, thầy cũng hoang mang lắm nè. Thằng này thì đỉnh quá, nó đạt trừ 1 này, trừ 1 đúng không ạ? Thay số vào đây xem nào. N2 của x bình 2x cộng 2 bằng 1 đúng không ạ? 1 bằng cái này thì đây là sẽ bằng 3. À đây rồi. Như vậy đây các bạn sẽ có đây là thay vào đây. Thay cái con trừ 1 vào đây thì các bạn sẽ được chỗ này nó sẽ bằng là bằng 1, 1 bằng cái kia thì nó bằng 3. 3 các bạn gióng từ 3 xuống. Gióng từ 3 xuống, bỏ phần bên trái đi. Như vậy là bằng như vậy là số đường cực trị đúng không? Cực trị ở đây nó sẽ có là một thằng. Đây là có một thằng. Như vậy là chiều biến thiên nó sẽ là như này. Lấy cái màu này đi. Ok, song trục song song rồi, con này là song trục song song rồi. Ok. Rồi như vậy là số đường cực trị của ta là 3 D 3. Dễ quá nhỉ, đúng không? Đấy, song trục căn kiết thì chỉ tuyệt đối làm được hết các bạn. Đóng thế cả. Em làm cách khác hả? Nhiều cách mà, một bài này có nhiều cách mà, cứ đâu có phải là làm cách này. Đúng không? Làm sơ đồ V cũng được, con này các bạn làm sơ đồ V cũng được, sơ đồ V phát ra luôn, sơ đồ V phát là các bạn ra luôn. Ôi số đẹp, số đẹp, tôi chết. Wow, 999 này đẹp chưa? 999 hả? Không, 1K không đẹp, cái 999. Rồi ta làm con khác đi các bạn. Wow, con này con số 5 đi. Con số 5. Con số 5 đây là người ta cho là đây là con thằng gì ạ? F phẩy của 1 trừ đi 1 trừ đi x. Thế bây giờ hỏi là số đường cực trị, nhưng bây giờ thầy hỏi luôn là số đường cực đại, số đường cực tiểu, hoặc là người ta hỏi là sẽ đồng biến nghịch biến thằng này. Nói chung này còn thua xa thầy Lộc Phụ Hồ đúng không? Thầy Lộc Phụ Hồ là trùm rồi. Ô, ngày xưa mình cũng đi Phụ Hồ suốt đấy, biết thế làm Phụ Hồ đi, có phải bây giờ là có thầy Huy Phụ Hồ nổi tiếng không? Theo cái nghề dạy học dạy toán này sai lầm các bạn ạ, sai lầm. Xưa đi Phụ Hồ suốt, ngày xưa xây đường suốt. Đi xây suốt. Lâu quá không có mini game hả? Ngồi nhà thì nghèo bắt thầy mini game. Nào, câu này nào.
Số điểm cực trị của thằng này là bao nhiêu? Ở đây người ta có thể hỏi câu hỏi nó nâng cấp cái độ khó lên là số điểm cực đại, số điểm cực tiểu, hoặc là người ta hỏi là sự đồng biến nghịch biến của cái thằng này là bao nhiêu, hoặc là người ta táng thêm con m vào đây nữa chẳng hạn, thì bài toán nó sẽ là khó hơn. Nhưng tất nhiên bài này thì ở cái dạng là cái gì ạ? Số điểm cực trị thì các bạn có thể làm theo song trục hoặc là sơ đồ V, đúng không ạ? Sơ đồ V. Sơ đồ V nào. Đếm luôn con này thì nó quá là dễ đúng không? Đếm luôn nào, các bạn có luôn. Sơ đồ V ở đây này. X bình trừ đi 2x trừ đi 2. Đây sẽ là trừ 3 đúng không? Trừ 3. Ok. Nào bây giờ các bạn sẽ có như sau nha. Trừ 2 các bạn thay vào đây, trừ 2 các bạn thay vào đây thì sẽ được là 3, 3. Không, các bạn thay vào đây thì được là 1. 1 các bạn thay vào đây được là 0. Ok, như vậy là trường hợp này các bạn suy ra luôn. Trường hợp này các bạn suy ra luôn là có 7 7 điểm cực trị, như vậy đáp án của ta phải là C, đúng không ạ? Quá dễ luôn. Đây là đấy, 3 1 0. Thầy quất bổ trợ song trục chứa tham số m. Thầy ơi, ok. Nên cách 1 là các bạn sử dụng là cái gì ạ? Sơ đồ V, sơ đồ V. Thì bài này nó cũng ra luôn đúng không ạ? Cách 2. Cách 2 là các bạn sử dụng song trục cho bài này. Bài này thì có hai cách này là hay nhất thôi. Cách 2 là các bạn sử dụng song trục. Song trục. Song trục thì ở đây các bạn có luôn này. Ở đây là f phẩy của 1 trừ đi 1 trừ đi x. Đây thầy xóa cái chỗ này. F phẩy của 1 trừ đi x. Đây thầy có luôn cái trục của nó như này. Tại đây là trừ 2, đây là 0 và đây là 1. Và cái chiều biến thiên của hắn sẽ là như này. Này đang là xuống này. Hay mà, học cái này hay mà đúng không? Các bạn thấy vui không? Đó, học này các bạn mới vỡ lẽ ra được nhiều cái kiến thức, nhiều cái phương pháp giải mới đúng không? Làm lúc nào cũng cổ điển thì bao giờ là sáng tạo được đúng không ạ? Cái cổ điển của ta là nó bóp chết cái sự sáng tạo các bạn. Bóp chết cái sự sáng tạo. Rồi, hai này nó là ngược chiều rồi các bạn. Hai này là ngược chiều rồi. Ngược chiều. Làm thường cho giống người ta ấy hả? Ok, con này làm thường nó nhanh mà, con này làm thường. Làm thường con này ôi, khiếp. Mặt giấy luôn. Mặt giấy luôn. Con này làm thường mặt giấy. Rất là dã man. Dã man. Ở đây thì các bạn có đó, đây là x tại 1 này. 1 này, đúng không ạ? 1 các bạn thay vào đây là -3. -3 các bạn thay vào đây nó bằng 4. Ok, như vậy đó nó bằng 4 ở đây. 4 thì nằm ở đây. À, đây là bằng bằng 4. Rồi các bạn gạch cái phần bên này đi. Gạch cái phần bên này đi. Như vậy số điểm cực trị của ta bây giờ ở đây nó sẽ là cái gì ạ? Đếm luôn nào, các bạn đếm luôn nha, nó sẽ là cái gì ạ? 1 2 3, như vậy đây là 1 này, 2 này, 3 này. Bên trái cũng là 1 này, 2 này, 3 này. Như vậy từ đó các bạn suy ra luôn là nó sẽ có là 7 7 điểm cực trị. Trường em bắt làm từ luận lược giải mà lược giải không đủ bị trừ điểm. Cái gì? Đã lược giải, cần lược giải đầy đủ thì là lược giải cái gì? Đã lược giải, cần lược giải đầy đủ thì lược giải cái gì? Được không? Không hiểu là lược giải đầy đủ là cái gì. Ở đây các bạn mà thắc mắc cái chiều biến thiên của hắn thì các bạn lưu ý đây là song trục V đúng không ạ? Song trục V nó sẽ là như này. Đó. Bạn chú ý cho song trục V. Không ngờ bạn thắc mắc. Bởi vì bài này có một cái câu hỏi thứ hai là người ta sẽ hỏi là cái dạng số điểm cực đại, số điểm cực tiểu, thì các bạn phải biết cách cách lập bảng biến thiên, và đây là bảng biến thiên. Hoặc là bài này người ta lại hỏi mắc min chẳng hạn. Mắc min thì các bạn cần biết mắc min và hàm số. Đây. Ok chưa? Như vậy là bài này mà nếu mà đếm cực đại, cực tiểu thì các bạn thấy luôn đúng không ạ? Ra luôn.
Giờ ta sang câu số 6 luôn. Ôi chú cho à. Câu số 6 để này to nha. Đây là người ta cho f phẩy của x mũ 3 cộng với 3x trừ đi 1. Và người ta hỏi là cái hàm số này là có bao nhiêu điểm cực đại. Đó, nhiều bạn. Cái file thầy gửi ngày hôm nay không giống mấy bài thầy chữa. Bài thầy chữa là của cái file buổi hôm trước. Nha, buổi thầy chữa là cái bài hôm trước. Bài này thì các bạn cũng có hai cách để các bạn làm. Cách 1 là các bạn dùng sơ đồ V. Và cách 2 ta sẽ làm theo song trục. Cân hết. Đấy, hôm trước là mình post mấy cái bài song trục lên thì thầy cũng chỉ post một cái bài ví dụ minh họa thôi cơ. Đấy. Nhiều thầy cô có vẻ cay cú xong vào ừ, cái này lỡ cho bậc 2 thì sao, lỡ cho bậc 3, bậc 4 thì sao, lỡ cho cái hàm FU là bình phương là bậc 3 thì sao, các thứ. Nên mình cười mình chả nói gì, nó làm bình thường các bạn, cái này cũng làm bình thường nha. Cách 2 là các bạn dùng song trục. Song trục. Sơ đồ V nhỉ, ta làm tí sơ đồ V cho nó tình cảm nhân đôi đi các bạn. Sơ đồ V nào, thang 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 thang. Sơ đồ V con này thì định quán là bao nhiêu đây? Trừ 1 đúng không? Trừ 1. Rồi các bạn thay nào. Kiểm tra nào. Đây là x mũ 3 này. Cộng với 3x này. Trừ 1 này. Tại trừ 1 này. Trừ 5 ua chu choa. Trừ 5. Tiếp theo đây là trừ 5 cạn tại mấy đây, cạn tại 1 này thì nó bằng 3. 3 rồi cạn tại mấy đây, bằng 3 nữa thì nó bằng 35. Ôi chu choa khiếp, đây là 3 35 khiếp, con này dã man nhỉ. Bao nhiêu cực đại đi ạ? Bao nhiêu điểm cực đại ạ? Cực đại là phải chạy từ dương sang âm nhé. Từ dương sang âm thì nó sẽ là cực đại. Đây nó sẽ là cái gì ạ? Dương, âm, dương. Như vậy một cực đại này. Dương, đúng không? Dương, âm, dương. Hai cực đại, hai cực đại. Này. Như vậy là được hai điểm cực đại các bạn. Như vậy từ đây các bạn suy ra luôn. Thằng này sẽ có là cái gì ạ? Hai điểm cực đại. Đó là các bạn dùng sơ đồ V. Hai điểm cực đại. Hai điểm cực đại. Thì đó là sơ đồ V. Thế còn nếu các bạn dùng song trục thì nó sẽ là như này. Song trục nó sẽ là như này. Rồi, ok, thằng này sẽ là bao nhiêu đây? Trừ 1 đúng không? Trừ 1 này. 1 này. Đây là 3. Đấy, tiếp theo các bạn có luôn là cái thằng f của cái gì ạ? X bình trừ đi 2, 2x thay vào đây. Thì đây nó sẽ là cái gì ạ? 1. Ái da, đau lưng quá trời. Cái gì các bạn? Hay mà các bạn làm cái sơ đồ V này đếm cực đại cực tiểu nhanh cực luôn, đếm cả đồng biến nghịch biến luôn, hơi bị thích luôn. Đồng biến nghịch biến nó cũng rất là thích, đếm được mà. Rồi ok, thế bây giờ các bạn sẽ làm thằng này thì một thay đây là trừ 1. Trừ 1 đúng không? Trừ 1 nào, giải cái phương trình này ra. X mũ bạn đợi thầy xíu nha, bấm cái này. 1 này, 0 này, 3 này, trừ a hết. Hết à, hết là bằng 0 đúng không ạ? Mình đã nhầm à. 1 này, 0 này, 3 này, 0 này. Được nghiệm bằng 0 luôn, được một nghiệm bằng 0 các bạn, được nghiệm bằng 0. 0 thì nằm ở đâu? 0 nằm ở đây các bạn. 0 nằm ở đây. Ok, không nằm ở đây. Rồi các bạn bỏ cái phần bên trái đi. Bỏ
của cái phần bên trái. Các bạn cũng làm thế thôi, làm bình thường thôi, làm thay như thế thôi, chả khác gì. Cái này là không các bạn nhé, không này. Nhá hàng nha. Ừ, nhá hàng kiểu này hay mà. Đây các bạn có là cái gì nhỉ? Đâu rồi, ôi. Mà giải phương trình luôn. 1 này, trừ 2 này. Chỗ kia sẽ là trừ 35 này. Như vậy là 7 và trừ 5. 7 và trừ 5. Trừ 5. Rồi, kia sẽ là gì ạ? Trừ 1. 1 cộng căn 2, 1 trừ căn 2. Hai thằng nữa, được hai thằng bên đây. Hai thằng bên đây. Đấy. À quên. Chưa làm trừ biến thiên ở trên kia, quên mất. Chót vẽ rồi. Thế thì đang là cái gì ạ? Từ trừ 1 đến 1 là đang đi lên đúng không? Đang đi lên như này. Đang đi lên này. Đang đi lên. Sorry các bạn, quên chưa vẽ cái trừ biến thiên ở đây. Đây là đang đi xuống. Đây là đang đi lên. Đang đi lên như này. Rồi như vậy thằng này của ta cũng thế, thằng này của ta cũng thế. Dạy nhiều quá, bắt đầu cái giọng nó hơi hơi khàn khàn ra rồi. Đó, đi như thế. Ok. Đấy, như vậy là cái hàm số này của ta thì nó sẽ có là hai cực đại và ba cực tiểu, đúng không ạ? Như vậy là đáp án của ta phải là C, đúng không? C. Cái này thì nó cũng nhanh nhưng mà nó cũng lâu hơn so với cách 1. Cách 1 thì là nhanh hơn. Sao em thấy nó ra âm 5 mà? Âm 5 đấy. À, âm 5 nào? Đây là cái thằng này cơ mà. Trừ 1, 1, 3 đây mà. Trừ 1, 1, 3 đây cơ mà. Em thấy cái gì? Rồi, xong nha. Thôi, để ta sang cái dạng mới. Sang dạng mới. Thế này thôi, nhá nhá thế này thôi. Sang dạng tiếp theo. Dạng số 8. Chúng ta sang cái dạng số 8. À, dạng số 9. Dạng số 9. Nay là thầy trò mình cho nó 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14. Đấy. Nó nhiều dạng lắm. Cái file tài liệu này nó hơi bị hay luôn đấy các bạn nhìn. Đầy đủ tất cả các dạng bài luôn. Dạng gì cũng có luôn. Thì cái tài liệu này là do tập thể gồm có thầy và các thầy cô bên nhóm vận dụng cao và học sinh giỏi biên soạn nên. Cũng không phải là do mình thầy làm đâu. Cái này là do tập thể các thầy cô luôn cùng làm ra cái tài liệu này. Rất là hay luôn. Rất là hay. Đúng, cũng còn một số lỗi đấy. Một số lỗi. Và ở tài liệu, trong tài liệu này thì ở trong tài liệu thì giải thì nó thuần ở cái dạng là giải tay tự luận thông thường. Các bạn xem vào đấy thì các bạn đọc nhìn hơi vất vả đấy, nhưng mà đọc nó cũng thích. Bạn cũng thích. Còn các bạn giải nhanh thì các bạn xem thầy giải ở trên trên video thì bạn sẽ thấy tất cả những lời giải nhanh thì là đều giải ở trên video. Rồi ta sang cái dạng 14. Là 14. Cho hàm đồ thị F phẩy hoặc bảng sẽ dấu của Fx tìm cực trị của hàm Fu. À, đây lại dạng là là này sai dạng à? Sai dạng à? Hay là mình nhầm? À thì đúng rồi, kệ nó vậy. Chắc là đúng rồi. Đây là bắt đầu là đi cái dạng thứ nhất là dạng thứ 9. Đây là dạng 09. 09. Câu này thì dễ rồi đúng không? Câu này thì dễ rồi, nó là dùng sơ đồ V thuần túy rồi. Tất nhiên con này các bạn thích dùng song trục cũng được thôi, chả vấn đề gì. Nhưng mà ta dùng sơ đồ V thôi. Gạch con này đi, đúng không ạ? Dùng sơ đồ V. Con này là sơ đồ V đại pháp. Sơ đồ V đại pháp các bạn có luôn. 5 điểm của chị à? Wow, 5 điểm thì ngon nhỉ. 5 điểm thì phấn khởi luôn. Đây sẽ là gì ạ? Chữ 10, 18. Rồi, cái thằng này mà nó có
5 điểm cực trị khi và chỉ khi là cắt nhau đây tại 4 điểm đúng không? 2 2 thằng này là cái thằng 2 phần 3 đúng không ạ? Trừ 2 phần 2 phần 3 thằng này là 2 phần 2 phần 3. Như vậy là từ đó các bạn suy ra luôn yêu cầu bài toán tương đương với m trừ 18 nó phải nhỏ hơn trừ 2 phần nhỏ hơn trừ 2 phần 3 thế này hả? À đâu, xin lỗi các bạn, xin lỗi các bạn, sorry các bạn, sorry các em, sorry các em. Ở đây là ta cho là f phẩy của 2 trừ 3x. Wow, 2 trừ 3x các bạn ạ. 2 trừ đi 3, 3x càng đại trừ 2 chia 3 là bằng 4. Đây là bằng 4 càng đại 2 chia 3. Đây là bằng 0 các bạn, bằng 0. Như vậy là m trừ 18 nó phải nhỏ hơn 0 thì thằng này nó sẽ tương đương với m nhỏ hơn 10, 18. M nhỏ 18 mà người ta hỏi là có bao nhiêu giá trị nguyên dương các bạn ạ? Nguyên dương như vậy là ta sẽ lấy từ cái gì ạ? Từ 1 đến 10, 17. Từ 1 đến 17. Đúng không ạ? Như vậy con này nó sẽ là 17 giá trị đúng không? B. Dễ quá nhỉ. Ok. Câu số 2 luôn các bạn. Câu số 2 cho hàm đa thức là y bằng f2x có bảng xét dấu như sau. Đây là bảng xét dấu của thằng f của 2x trừ đi 1. Và người ta hỏi là có bao nhiêu giá trị nguyên tham số m để cái hàm f f này nó bằng 6 điểm trị. 1,2k rồi thầy ơi. Thì thầy sắp nổi tiếng rồi hả? 2k là ảo thôi, ảo thôi. Tập thể người yêu cũ các thứ thôi. Nào, tiếp theo nào. Nào các bạn xử lý cho thầy cái con số 2 nào, con này sơ đồ V quá dễ luôn đúng không? Sơ đồ V con này dễ quá trời. Xin mời các bạn. Còn một tí nữa là bằng thể lực phụ hồ ấy hả? Thể lực phụ hồ thì cỡ gấp khoảng tầm 100 lần thầy à. Tình hình thì có khi phải đi phụ hồ thôi. Con này ta sẽ làm gì ạ? Con này chắc chắn là dùng sơ đồ V là nhanh nhất đúng không? Sơ đồ V. Sơ đồ V nó biến những cái bài toán như này ấy, cái mức độ 8 cộng 9 cộng thành những cái bài toán là 4 cộng. Đúng không ạ? Bài toán đang rất là khó, trở về những bài toán rất là đơn giản. Hello Phúc Thịnh. À, tôi chết rồi, quên sơ đồ V. Đây đây này. Thầy vẽ nhầm, xin lỗi các bạn. À, sơ đồ V đây. Ok. Như vậy đây nó sẽ là cái gì ạ? M trừ đi 1. Và đây là m cộng với 1 đúng không ạ? Thì thằng này mà nó có 6 điểm cực trị ấy, 6 điểm cực trị thì các bạn phải kiểm tra là nó có mấy trường hợp xảy ra. 6 điểm cực trị thì nó có những cái trường hợp nào xảy ra? Xin mời các bạn dự đoán xem nào. 6 điểm cực trị. À chỗ này cái đã là 2x trừ 1 đúng không? 2x trừ đi 1 này. Tại chỗ trừ 3 phần 2 này bằng trừ 4 này thì nháp lên đây. Tại
1/2 này thì nó sẽ là không. Là mấy trường hợp các bạn? Câu này bên VTech giải em coi xì khói luôn hả? Ui, con này đúng rồi, nó có hai trường hợp đúng không? Nó có hai trường hợp. Trường hợp nào các bạn? Hai trường hợp à? Chắc không? Hai trường hợp hả? Gì mà căng thế? Hai trường hợp. Rồi, như vậy nó sẽ có một trường hợp, nhất là trường hợp bên này nè. Ở đây đúng không ạ? Và ở đây. Trường hợp thứ nhất. Đó, đúng không ạ? Như vậy là các bạn được trường hợp 1 này. Trường hợp 1. Thằng này là 0 và thằng này là -4 các bạn, -4. Đây là trường hợp 1. Trường hợp 1 thì các bạn có luôn, trường hợp 1 các bạn có luôn. Đấy. Thấy các bạn thấy không? Giải nó rất là dễ như này thôi, không có gì phải cao siêu cả. Đúng không ạ? Cao siêu cả. Đấy, tức là các bạn có là m cộng 1 nó sẽ nhỏ hơn bằng 0. Đó. Và cái thằng -4 của ta nó sẽ lớn hơn m -1. Nó sẽ lớn hơn m -1 và nó nhỏ hơn m cộng 1. Như vậy là cái trường hợp này sẽ tương đương với m của ta sẽ nhỏ bằng -1. Và ở dưới đây thì các bạn sẽ có là m của ta nó sẽ lớn hơn -5 và nhỏ hơn -3 nha, nhỏ hơn -3. À, như vậy là gộp chung hai cái thằng này lại với nhau thì các bạn sẽ được các giá trị là cái gì ạ? -4 đúng không ạ? Được là thằng -4. Như vậy là các bạn suy ra luôn m của ta là có -4. Xong trường hợp 1. Đấy, dễ này thôi các bạn. Quá nhẹ nhàng mà tình cảm, chả phải làm cái gì nhiều. Như vậy đã được một trường hợp nhé. Trường hợp thứ hai thì lại ngược lại thôi, đúng không ạ? Trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai thì nó đảo ngược lại đây các bạn này, đảo ngược lại ở đây. Đây, nó lại nằm ở dưới đây các bạn. Đó, thì đây là 0 và đây là -4. Như vậy là trường hợp thứ hai thì các bạn sẽ có là cái thằng -4 của ta ấy, là nó nhỏ bằng m -1 và 0 của ta là nó sẽ lớn hơn m -1, nhỏ hơn m cộng với 1. Như vậy là tương đương với ở đây á, các bạn được là m nó sẽ lớn hơn bằng -3. Ở dưới đây thì các bạn sẽ được là m của ta là nó sẽ lớn hơn -1, nhỏ hơn 1. Kết hợp lại thì các bạn sẽ được luôn m của ta là có mỗi thằng 0 thỏa mãn thôi. Như vậy là tổng chung lại các bạn suy ra luôn nhé. Tổng các giá trị của m, hay là các bạn có luôn là cái tập hợp cái thằng m ấy, tất cả các giá trị của m thì nó có hai thằng thôi là 0 và -4. Như vậy là c. Ok, thầy phát like lại à? Sao lại phát like lại à? Con này mới toanh mà làm gì phát like. Đơn giản không? Thế này thôi. Quá dễ nhỉ. Này, bạn nào mà quen rồi đoạn này nhẩm ra luôn đi. Chẳng qua đây là có nhiều bạn chưa biết thì thầy bắt đầu thầy giảng nó hơi kỹ cho các bạn. Nhưng con này các bạn quen rồi thì nhẩm phát là ra. Con này nó rơi ở cái đề kiểm tra của ta thì nó rơi vào tầm mức 7+. Tầm đấy. Tất nhiên thì con này cũng có nhiều cái cách khác để làm các bạn. Nhiều cách khác để làm, không phải là mình cái cách này. Chà. Rồi, ta đi sang cái dạng bài tiếp theo. Dạng tiếp theo các bạn. Nói chung nó có nhiều. Đây, bài tập của ta thì rất là nhiều các bạn. Rất là nhiều. Thế nhưng mà ta không thể đi hết được. Ta đi mỗi dạng một ít thôi. Chứ không làm nhiều quá là ở đây dạng nào đây? Dạng 10. Dạng số 10 luôn các bạn, là cái dạng mà liên quan đến cái hàm trừ tuyệt đối. Tìm tham số m để cái hàm f là trừ tuyệt đối của fxm là nó có n điểm cực trị. Đấy, đây là cái dạng số 10. Nào, câu số 1, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để cái hàm số này có 3 điểm cực trị? 3 điểm cực trị.
mỗi dạng thì làm mẫu cho các bạn vài bài để các bạn tham khảo. Đấy, bạn nào mà muốn giải những câu 8 cộng 9 cộng mà những cái phương pháp nó rất là đơn giản như thế thì có thể là vào cái lớp live của thầy. Vào lớp live của thầy. Tâm sự như người yêu cũ luôn, vào đấy thầy trò buôn chuyện cả đêm luôn. Vào đấy học hành thì ít nhưng mà chủ yếu là ngắm nhan sắc của thầy là chủ yếu. Nào, có 3 điểm ngược trị. Thằng này là hàm bậc 2 nha các bạn. Hàm bậc 2 của ta mà có 3 điểm ngược trị thì làm sao? Làm sao nhà các em nhỉ? Đây các bạn nhìn luôn này, đây thầy lấy ví dụ cho các bạn luôn, vẽ luôn thì các bạn nhìn. 3 điểm ngược trị. Khi và chỉ khi là cái hàm bậc 2 của ta ban đầu ấy, hàm bậc 2 của ta ban đầu ấy là nó ôi. Hàm bậc 2 của ta ban đầu là nó phải cắt trục hoành tại tại hai điểm, đúng không ạ? Hai điểm phân biệt. Nó phải như này. Nó phải như này. Hai cái điều kiện của hắn là tương đương với y cực tiểu của hắn là nó phải làm sao ạ? Nhỏ hơn 0. Đúng không? Như vậy là các bạn có luôn. Ta giải luôn con này. Sơ đồ V. Đó. Wow. Về. Chỗ này sẽ là bằng trừ m bình cộng với m. Ok, như vậy là các bạn có luôn yêu cầu bài toán nó sẽ tương đương với trừ m bình cộng với m là nó phải nhỏ hơn 0. Chu choa ơi, thế là hết bài. Như vậy là tương đương với hoặc m của ta là nó sẽ là nhỏ hơn 0 hoặc m nó sẽ lớn hơn 1. Mà đây ta đang có là cái gì ạ? Từ trừ 2021 đến 2021 các bạn. Như vậy là nhỏ hơn 0 thì nó có là trừ 2020 này. Trừ 2020 này. Đến là cái gì ạ? Trừ 1 này. Sau đó lại đến là từ 2 này đến 2020. Như vậy là con này nó sẽ có là 4039 số nha. Hết. Hai thầy có đếm nhầm không? Sao? 39 chứ nhỉ? Xong. Hết rồi các bạn thấy dễ không? Câu số 2 luôn. Câu số 2 làm y hệt như thế. Phong cách người chơi luôn các bạn. Phong cách người chơi luôn. Ái chà. Ôi trời. Ôi trời, đau lưng quá. Dậy từ sáng đến giờ rồi các bạn. Các em lấy dấu bằng hả? Lấy dấu bằng là chết. Lấy dấu bằng là không đúng. Lấy dấu bằng là không đúng. Câu 2 tương tự luôn. Câu số 2 có 3 điểm cực trị. Wow, con này cũng thế. Câu số 2 cũng sơ đồ V. Sơ đồ V. Ok, nhầm rồi đúng không? Đấy, các bạn phải cẩn thận nha, cẩn thận cho thầy. Rồi, như vậy thằng này có 3 điểm cực trị à? 3 điểm cực trị. Ok. Như vậy là từ đó các bạn suy ra luôn. Thằng này có 3 điểm cực trị thì tương đương với m cộng 1 là nó phải lớn hơn 0. Như vậy thằng này sẽ tương đương với m nó sẽ lớn hơn âm 1 b. Hay không? Bây giờ. Ôi, nếu mà các bạn C thì chết. Hai bạn C rồi. Nào, câu số 3 đâu nào? Câu số 3 nào? Thằng này có 5 điểm cực trị các bạn. 5 điểm cực trị. Sơ đồ V luôn. Sơ đồ V luôn.
khấu lên các bạn. Mỗi ngày ta học một tí thì bắt đầu là nó thành chùm thôi mà. Em là búp măng non, em lớn lên sẽ thành măng già. Sẽ đổ về con này nhá. Thằng này có 5 điểm cực trị các bạn. Wow, nhanh thế. Nguyễn Minh là D. Quá nhanh luôn. Cố lên các em, về một tương lai đi shopping không cần nhìn giá các bạn. Shopping không cần nhìn giá. Các bạn học giỏi đi các bạn, sau này làm nhiều tiền đi shopping sướng lắm các bạn, không cần phải thức làm gì mà săn sale làm gì, săn sale mùng 9 tháng 9 Lazada, Shopee, Tiki không cần các bạn ạ. Không cần là ngày gì thứ sáu đến tối, không cần. Như thầy đi chẳng hạn, không bao giờ thầy quan tâm những cái ngày ví dụ như thế là tiệm nó giảm giá 50%, 60%, không bao giờ thầy quan tâm cái đấy. Không bao giờ thầy đi mua cái gì mà thầy phải nhìn giá hay là thầy phải đắn đo hay là đắt nó rẻ, không bao giờ luôn các bạn. Bởi vì thầy không có tiền. Nghèo mà không có tiền mua, nó có giảm 50% mình cũng không có tiền. Thế nên các bạn phải cố gắng mà học đi, cố gắng học đi. Các bạn học giỏi cái là các bạn thấy không ạ? Chắc chắn là cái gì ạ? Chắc chắn là các bạn sẽ đi shopping không cần nhìn giá thôi. Rồi, ok, con này thì dễ rồi đúng không? Đây rồi. Ok, đây sẽ là M trừ đi 2. Đây là M cộng với 2. Thằng này có đúng 5 điểm cực trị 1, 2 rồi. Như vậy là cái trục OX nó phải nằm ở giữa đây đúng không ạ? Nằm ở giữa đây. Đây là 0 luôn. Như vậy từ đó các bạn suy ra luôn. Suy ra luôn là đồng thời M cộng với 2 nó phải lớn hơn 0. Và M trừ đi 2 nó phải nhỏ hơn 0. Hai cái điều kiện này tương đương với M nhỏ hơn 2 lớn hơn trừ 2. Đáp án D. Xong. Làm mấy cái này các bạn thấy không? Đúng là mất luôn tuổi thơ luôn nhỉ. Làm theo mấy cái kỹ thuật này là mất luôn tuổi thơ luôn. Ừ, học giỏi thì chắc chắn có người yêu. Đấy, như Louis Liam nói là chính xác. Học giỏi chắc chắn có người yêu. Thầy cái khóa ngày xưa có anh Kiên với anh Trung. Kiên Trung cũng đẹp trai, cũng đẹp trai. Nhưng mà được cái là xấu mỗi cái mặt thôi các em ạ. Đẹp trai xấu mỗi cái mặt. Thế là 12 năm trời tan bao nhiêu em, không em nào đổ luôn các bạn, khổ thân. Hôm nào đến học thầy cũng khóc tức tưởi đi. Bắt đầu bụt mới hiện lên hỏi, à quên, thầy mới chạy lại thầy hỏi, thế làm sao con khóc? Thế hai thằng nó vẫn cứ khóc, vẫn cứ khóc. Không kiểu sao là mình mới hỏi nhẹ nhàng, thế làm sao em khóc? Nó vẫn cứ khóc, nó không trả lời. Bắt đầu thấy điên thì tát cho hai phát, thế làm sao chúng mày khóc? Hay là bắt đầu mới thủ thỉ tâm sự là em ế bao nhiêu rồi, tán đứa này từ chối, tán đứa kia nó chửi vào mặt, tán đứa A. Bắt đầu ông hàng xóm ông ấy là bêu rếu khắp khu phố các kiểu. Đấy, sau thầy tư vấn cho các em đừng buồn, cứ học tốt đi, kiểu gì cũng có người yêu. Đấy, hai thằng học sau này giỏi ơi là giỏi các bạn ạ, vào tài năng bách khoa luôn, tài năng bách khoa. Đấy, thế là cái năm kia thầy gặp lại hai đứa, nó mới chạy lại nó khoe với thầy là nó có người yêu rồi. Đấy, hai thằng nó yêu nhau được 4 năm rồi. Thế mới ghê các bạn ạ. Tóm lại là sao, là hai thằng đều có người yêu cả, hai thằng yêu nhau luôn, ghê. Học thầy vui thật, chắc đăng ký lớp VIP. Ôi vào đi em, học thầy vừa vui mà lại nhiều cái phương pháp giải nó ngắn gọn đơn giản như này, đúng không ạ? Thôi ta làm con khác đi, mấy con này muỗi quá nhỉ. Rồi con số 8 đấy các bạn, con số 8, làm từ con số 8. Vào đi, vào trong lớp VIP vui mà, lớp toàn người thật thà chất phác thôi. Lớp hiện giờ mới chưa được 6 bạn. Chưa được 6 bạn ở trong lớp VIP mà riêng mình thầy là đã có hai cái nick ảo rồi. Xong là thêm chị Lê Nga Cơ Bắp, rồi là chị Thúy Ít Tắm. Đấy là hai người nữa. Với một người là chủ nợ đó, hết. Nên chả có ai. Lớp buồn, vào đấy ủng hộ thầy đi, thầy khổ lắm. Nghèo. Dạy các bạn khiếp tuét miệng như thế, lớp chưa được 6 người các em ạ, khổ. Ai, trầm cảm quá trời. Nhiều hôm á, đêm không ăn, ngày không ngủ các bạn ạ. Đêm 5 canh chỉ ngủ canh đầu, 4 canh sau lại âm thầm ngủ tiếp, khóc hết nước mắt. Ai da.
Sau này học trò cưng của mình ít thế nhờ, không không thấy nào mà bình luận nhỉ. Thầy nói thật là lực cười. Chuyện buồn thế mà Khánh Ly nó cũng cười được. Có khi hôm sau để cái tài khoản đây cho bọn nó donate nhỉ, donate giống kiểu chơi game bây giờ đấy, mình mới live stream phải donate thôi. Nó kiếm đồng ra đồng vào vậy để lấy tiền tẩy trắng da. Chứ dạo này à, cái hình mà trắng trắng ở trên 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 video đây các bạn nhìn là do thầy chỉnh app đấy, cho nó trắng da chứ da đen ngòm luôn các bạn. Wow. Con này nào các bạn? Thằng này có 5 điểm cực trị. À, như vậy là cái công thức của ta ấy, cái trị tuyệt đối này của ta này. Số điểm cực trị của ta này. F của x trừ 1. Các bạn vào lớp VIP đi, xong thầy giới thiệu gấu cho. Đấy, số điểm cực trị thằng này sẽ là bằng A cộng với B đúng không? Công thức thần thánh rồi. A cộng với B. Ở đây thì các bạn có A của ta là sẵn là bằng 3 rồi. Như vậy từ đó các bạn suy ra luôn B nó phải bằng, suy ra luôn B nó phải bằng bằng 3 đúng không ạ? À, bằng bằng 2 quên mất. Bằng 2. Vì đề bài người ta đang cho là tổng thằng này là có 5 điều trị mà đúng không ạ? 5 điều trị. 5 điều trị. B bằng 2 thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái đường thẳng trừ M nó phải cắt cái thằng cu này tại 2 điểm đúng không? 2 điểm thì đây. Cắt xuyên qua tại 2 điểm, xuyên qua tại 2 điểm. Xuyên qua tại 2 điểm. Đây. Như vậy từ đó các bạn suy ra luôn yêu cầu bài toán, suy ra luôn yêu cầu bài toán của ta sẽ tương đương với hoặc là M của ta này trừ M này là nó sẽ lớn hơn bằng bằng 2, hoặc trừ M này, trừ M này là nó lớn hơn hẳn trừ 6 và nó nhỏ hơn bằng trừ trừ 3. Hết rồi đúng không? Như vậy đây sẽ tương đương với nào chu choa ơi. M của ta nó sẽ nhỏ hơn bằng trừ 2, hoặc là M của ta này là nó sẽ nhỏ hơn 6 và nó lớn hơn bằng âm 3. Thang 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 thang. Nhạc lên rồi. Nhạc lên này không biết có đứa nào nó dính đòn đâu. Câu này sợ dính trưởng lắm. Thang 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 thang. Thang 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 thang. À, người ta hỏi Nguyên Dương à? À, quỷ sứ. Thế thì là do M của ta lại chỉ thuộc vào Z gì? Z cộng. Thế nên từ đó các bạn suy ra tập hợp các Z trị M của ta thì cháu nó có là cái gì? À, tập hợp. À, đây là xin lỗi, đây là cộng 3. Cộng 3. Quên mất, để chia cho trừ 1 để không bỏ cái đó đi. Xóa đi, không bỏ nó bốc phốt. Hí hí hí. Như vậy nó có cái thằng gì ạ? 3, 4, 4, 5. 3, 4, 5 như vậy là các bạn suy ra tổng các giá trị của M. Đấy, chơi bài ba cây nhiều rồi. 12. 12. 12 phải là B rồi. Thang 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 thang. Thầy thử các em thôi chứ thầy thì sai bét rồi. Đó, dễ thế này thôi. Một cái bài nó quá là dễ đúng không? Chứ nhiều khi đọc giải tư luận xong thầy cũng trầm cảm chứ nói gì các em nha. Ờ, thế này thôi nha. Ta lại sang cái dạng tiếp theo. Wow. Là cái dạng là F trị tuyệt đối của X và có chứa thêm M. Đã khó rồi, nó còn táng thêm thằng M nữa các bạn ạ. Đời đúng là đau đớn. Wow. Tất cả các giá trị thực của tham số M để hàm số này có 5 điểm cực trị. 5 điểm cực trị à? Chu choa ơi. Trầm cảm thì phải qua thung lũng nữa hả? Khi em qua thung lũng và cái ấy nó ghi bàn chân. Thế thì hát này thì khi bóng đêm nó ghi bàn chân thì thấy nó bình thường, tự nhiên nó thay cái bóng đêm thành là cái ấy nó ghi bàn chân. Nghe cái câu văn nó thật là ôi dồi ôi, nó trầm cảm hẳn luôn các bạn. Nghe nó mở ám vô cùng luôn. Các bạn cứ đọc một cái đoạn gì đó, sau các bạn là thay ra bằng cái từ là cái ấy mà xem. Đó, ví dụ như các bạn thay cái từ hàm số này chẳng hạn nha. Để hàm số y bằng này là cái ấy nha. Tìm M để hàm số cái ấy có 5 điểm cực trị. Đấy các bạn thấy không ạ? Đọc nghe nó thật là muốn bóp cổ lắm. Thế là cái phong ba bão táp nó không bằng cái ngữ pháp của Việt Nam. Ngữ pháp Việt Nam. Thầy tư vấn cho em cách có người yêu đi ạ. Vào lớp VIP em, vào lớp VIP vừa học giỏi vừa có người yêu.
Yên tâm. Có luôn. Nhanh lên nào, học nhanh nào. Nay mới ra dạng 11. Ok, làm sơ đồ V à? Sơ đồ V hay là làm thường các bạn? Thôi ta cứ làm thường đi nha. V viết gì giờ này đúng không? V viết gì này? Này nay thằng Thắng nó không thấy nó ở đây, chắc là nó đi sang 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 theo tiếng gọi tình yêu rồi, nó phản bội thầy rồi. Nó đăng ký học thầy để nó lấy cái mấy cái bí kíp, xong bắt đầu nó sang những cái lớp khác để nó đi lừa gái các em ạ. Thắng ấy, nên giờ này nó không thấy rồi. Rất đều. Thế thì các bạn có luôn này cái hàm này. Bạn có luôn này. F mà trị tuyệt đối x. Thằng này có đúng 5 điểm cực trị. 5 điểm cực trị. Thì điều này xảy ra khi và chi khi là cái phương trình y phẩy bằng 0 ấy, thằng này là có diện hai nghiệm dương phân biệt. Cái này là các bạn biết rồi đúng không? Đấy. Linh Phạm Linh, em vào lớp VIP có người yêu đâu. Thử điều tòa đi. Đấy, y như mấy bạn lớp ọt của thầy cũng thế, suốt ngày lên lên Face sửa ta tớt cái gì ai tán yêu luôn đấy, xong là than FA ép biết suốt ngày. Các bạn là đăng là những cái tớt nghe thảm thương lắm, nghe thảm thương vô cùng luôn. Cái cùng cái lúc là bọn nó đớp các em ạ, mấy thằng nó nghe thấy xong bắt đầu nó dính thính các em ạ, suốt ngày thả thính thôi, bắt đầu là suốt ngày lên mạng thả thính, mà học ba cái câu từ thả thính ví dụ như thế là ăn cân ổi xanh, ăn một cân ổi xanh xong bắt đầu là không đi vệ sinh được các em ạ, không đi ị được, bắt đầu với vào nhà vệ sinh với ngồi với nghĩ. Con gái mà là chúa đăng sửa ta tớt dạy đời luôn các bạn. À quên, triết lý, bắt đầu là đăng quả vu vơ lên cái gì có những nỗi đau chôn giấu tận đáy lòng đấy, không đi ị được mà đáy lòng, mà đáy lòng thì đúng rồi, đáy lòng là cái đấy mà chôn giấu tận đáy lòng, biết là phải khó khăn nhưng mà vẫn phải xa nhau thôi. Ui rồi ôi, 70-80 ông nhảy vào đớp thính các em ạ. Bắt đầu mấy thằng nhảy vào cái gì anh muốn được gánh vác nỗi đau của em suốt đời, nhưng mà thằng đấy cần không biến thái bằng cái thằng sau các bạn ạ. Thằng sau nó cần nhảy vào nó cái gì anh muốn được gặm nhấm nỗi đau của em hàng ngày. Ui rồi ôi rồi nó ăn hai cân ổi xanh, bắt đầu nó không đi vệ sinh được, nó vào nhà vệ sinh nó làm cái tết nỗi đau chôn giấu tận đáy lòng đấy. Như thế bắt đầu mấy ông nhảy vào, anh muốn được cái gì gặm nhấm nỗi đau của em suốt đời hàng ngày. Kinh khủng khiếp. Nên các bạn lưu ý khi chị em phụ nữ mà người ta đăng status đấy là các bạn phải cẩn thận, có những cái chuyện nó vu vơ vô cùng luôn các em ạ. Vô cùng luôn, nhưng mà nó cũng thành cái tớt rất là hay luôn được nghe đấy. Thật mà thầy chứng kiến nhiều rồi, đấy là những câu chuyện hoàn toàn có thật do chính thầy bịa ra luôn. Rồi hai nghiệm dương phân biệt ta xử lý nó nào, sao ông Nguyễn Ngọc Ngạn cũng nói như thế hả, có cả cái này hả, dạng đó xong được không thầy? Xong được em, xong được em, xong đi. Hôm qua này giải hình không gian thể tích này, có bạn nhảy vào hỏi thầy ơi cái thế là thể tích của hình chóp này có song trục được không thầy? Được, còn câu nào trí tuệ hơn đi em. Như vậy là tương đương với delta phẩy của ta này sẽ bằng là gì ạ, 2m trừ đi 1 đúng không ạ, 2m trừ đi 3 lần 2 trừ đi m, nó phải lớn hơn hơn không, và cái tổng của ta nó phải lớn hơn không mà tích nó phải lớn hơn không các bạn ạ. Như vậy là các bạn có luôn là 2m trừ 1 nó phải lớn hơn 0, 2 trừ đi m lớn hơn 0, chính là nó phải chia 3 nữa cơ. Chia 3 nữa cơ. Đấy, chia 3 nữa cơ, nhưng mà thôi cái 3 thì nó không ảnh hưởng gì. Ăn đi anh. Hello em. Rồi giải cái này cho thôi, cái này dễ quá nhỉ. Cái này sẽ là tương đương, à đây là bình phương các bạn, đây là 4m bình này. 4m bình này. Trừ đi m trừ đi 5 này nó phải lớn hơn 0 này. Thằng ở dưới thì m nó sẽ lớn hơn 1 phần 1 phần 2 này. Thằng này thì m nó sẽ nhỏ hơn hơn 2. Giải cái này ra. Giải cái này ra dễ quá đúng không? Lớn hơn 0 à. Thằng kia là có nghiệm là 1 và 5/4. M lớn hơn 5/4, m nhỏ hơn à, m lớn hơn 5/4. Ok, như vậy là m của ta sẽ lớn hơn 5/4.
5/4 nhỏ hơn 2. Đó, kết hợp lại. Thế là đáp án nào nhỉ? A à, D D D đúng rồi. Mấy bạn nào comment D đấy nhỉ? Khiếp dã man thế. Thầy làm lòi mắt mới ra mà bạn đã chưa đọc đề bạn đã ra luôn. Quá là khủng khiếp. Đấy, dễ thôi các bạn. Thì đó là cái dạng thứ nhất nhé, cái dạng thứ hai của ta. Wow. Nào. Dạng thứ nhất của thứ nhất xong dạng thứ hai của thứ hai. Eo, nhìn thấy khiếp không? Các bạn nhìn thấy khiếp không? Dã man chưa? Làm thêm con nữa nhỉ. Làm con nữa cho nó tình cảm các bạn. Tình cảm. Ờ, thì nó cũng giống thế, mấy con này thì cách làm nó giống thế các bạn. Nó cũng không 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 có gì ghê gớm cả, nó giống y hệt như thế. Giống thế các bạn ạ, giống thế. Rồi thế, thế ta sang cái dạng tiếp theo là cái dạng số 12 luôn các bạn. Dạng số 12. Bị người yêu nói lời chia tay, đau khổ lau nước mắt, xới cơm cho chồng thì ạ. Hay quá. Anh đi anh, không ai thấy mình hả? Mình không thấy gì hết. Không, chắc của em lag rồi, không ai đọc được tin nhắn của em đâu. Không đọc được, không nhìn thấy. Đấy, nãy giờ em comment đây này, em comment là không ai thấy gì, thấy mình à, đấy, có đọc được đâu. Không thấy luôn. Lag 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 nhé. Nào câu số 12 luôn. Số điểm cực đại của cháu này là bao nhiêu? Ôi chu choa. Cô này nó đùa, thật trầm cảm quá nhỉ. Dạng 12. Như nào để thầy cần đi tâm sự với người yêu cũ? Con này hơi căng đấy nhỉ. Đã khó rồi mà nó lại hỏi là cái gì? Số điểm cực đại. Ui, Nguyễn Minh ghê thế. Thủ khoa chưa đọc đề mà đã comment ra bán rồi, sợ thật. Đấy, thủ khoa hết rồi, nhẩm ra đúng không em? Những cái bạn mà như này phải làm câu vui là nhẩm phát ra đó, nhẩm phát ra nghe thấy bọn nó mình sợ. Sao xung quanh thầy trắng thế? A ạ, lấy đối xứng, lấy đối xứng ra hai. Đối xứng cái gì em? Đây là F của chữ tuyệt đối F mà. F chữ đối em. Ủa nhanh thế, Linh Phạm là A, Eric là A, An Ninh là A. Khiếp bạn làm nhanh thế. Thủ khoa. Chết rồi, group này toàn thủ khoa rồi. Mình dạy nhầm rồi. Thôi coi như thầy chưa nói gì các bạn nhé. Rồi. Nhẹ nhàng tình cảm nha, nghệ thuật đòn bẩy đấy. Xung quanh thầy trắng là thầy đang chỉnh da thầy nó đen, thế nên là phải chỉnh cho nó trắng cái nền đi, bắt đầu thì thầy mới trắng theo được này. Mà quan trọng là cái nhà thầy ở đây nó cũng toàn là màu trắng thôi, tất cả ở đây đều đồ đều là màu trắng, phun trắng luôn, phun trắng luôn, từ tường rồi là đến tủ quần áo hay là các thứ xung quanh đều màu trắng luôn. Đây là cái phòng mà không là để tôn cái làn da của thầy lên. Các bạn làm theo phương pháp gì mà nhanh thế, siêu thế nào? Các bạn làm cách nào nào, làm sơ đồ V à, hay là làm biến đổi đồ thị thông thường, hay là đạo hàm xét dấu? Làm cái gì ạ? Đạo hàm xét dấu hả, hay là sơ đồ V? Ghép trục ứng, con này ghép trục cũng được, con này ghép trục nó cũng đẹp mà đúng không? Biến đổi đồ thị à? Lương Hùng em nhẩm à? Thủ khoa bạn lưu ý là chỗ không cái này, chỗ không cái này,
chú không ấy là tiệm cận các bạn nhé, là tiệm cận đấy các bạn ạ, là tiệm cận các bạn nhớ cho, là tiệm cận chỗ không cái này, chỗ không cái này là tiệm cận này các bạn này, tiệm cận này, này. Chỗ này này là tiệm cận này các bạn này, đây là tiệm cận, đây là tiệm cận ngang các em ạ, tiệm cận ngang các bạn nha. Ô chu choa, ơ chu choa đều nhảy. Mày hả bưởi. Đó, thi thoảng nó lại đơ đơ thế các bạn, rất láo đấy, nó lại không được này. Đó, đây lại được láo quá trời đi. Chỗ này tiệm cận các bạn nha, nhìn thầy giống Tiến Bê với hả. Người giống người là nhiều mà, nói chung là thầy là cái gương mặt nó quần chúng. Ok chị ạ. Rồi các bạn đã có sơ đồ V luôn. Cái thằng này nó sẽ là cái gì? Wow, không này. Trừ 1 này. Về 0 này. Lên 1 này. Về về 0 này, đúng không ạ? 0 gạch, 0 gạch, 0 1 1. Thằng này thì có mỗi một điểm cực trị. Thằng này có mỗi một điểm cực trị là cái gì ạ? Là tại x bằng mấy đấy nhỉ? À, x bằng 1 thôi. Ồ, thằng này. À, có hai điểm cực trị chứ, là tại trừ 1 và tại 1 chứ đúng không? Trừ 1 thì nó ở dưới đây rồi. Một nó nằm ở đây giờ. Ok, đây. Rồi, giờ ta bé vào chương trình đếm này. Đây là đếm này của chị này. Đếm này, các bạn có luôn. Đây là trừ 1 này. Đây là 1. Như vậy các bạn đếm luôn nha. Đây sẽ là cực đại đúng không? Cực đại. Ồ, đây là dương này. Âm này. Đây là âm này, dương này, như vậy là dương âm, như vậy là số điểm cực đại của ta là 1 2. Như vậy từ đây các bạn suy ra được luôn là có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu. Hai điểm cực đại cộng với một điểm cực tiểu. Rồi, như vậy đáp án của ta là cái gì? Ấy, chu choa. Mày hà bưởi quỷ sứ làm người ta hết hồn. Thế đây là sơ đồ V, sơ đồ V. Đã nha, này đã không, đã mà nha. Rồi, tiếp tiếp. Câu số 2 luôn các bạn, câu số 2. Ô, con này dễ, câu số 2 thì lại dễ nhỉ. Mạnh truyền hả? Em chào thầy Tiến Biệp hả? Câu số 2 em nhầm ra luôn rồi, em là nhất nhất em rồi. Ở đây em mà nhì không ai là nhất cả. Em là vô địch thiên hạ rồi, độc cô cầu bại rồi, duy ngã độc tôn rồi, thống nhất võ lâm rồi. Nào câu số 2, câu số 2, số điểm cực trị của hàm số này là bao nhiêu? Nào, số điểm cực trị nào. Anh Annie, cái gì? Vào lớp VIP mà vẫn chưa có bồ hả? Trời ơi, sao mà khổ thế em. Em phải bảo với thầy. Nguyễn Minh là cái gì? A Lương Hùng, A Tất Tây là A. Ấy.
ấy chu choa, ấy chu choa. Ok. Khi anh qua thung lũng và ấy nó ghì cái bàn chân. Rồi, đây người ta làm sơ đồ V nhà, sơ đồ V. Sơ đồ V. Sơ đồ V các bạn có luôn nào, nó sẽ là xuống lên xuống lên đúng không ạ? Ok, đây là không, đây là một. Thằng này có một điểm ngược trị là tại một đúng không? Tại một. Rồi. Rồi như vậy từ đó các bạn suy ra luôn thằng này số điểm ngược trị của hắn sẽ là 1 2 3 4 5, như vậy là có 5 điểm cực trị. Đáp án à. À đây thắng cái về này, Lâm Bá Trịnh thắng về. Mới thi hóa về thảm quá ấy hả? Ok. Rồi, đấy dễ nhỉ. Thế này thôi các bạn. Quá dễ luôn. Câu số 3 luôn các bạn. Câu số 3 luôn. Hãy làm này, những cái đề này nó chỉ có bấy nhiêu này thôi các bạn. À gì? À đồ thị F phẩy hả? Thôi chết tôi rồi, đồ thị F phẩy số đi các bạn. Đây là đồ thị F phẩy nha, thầy bị dính bẫy rồi. Chu choa ơi, hỡi chu choa. À đây này. Thầy sai rồi các bạn. Đây là đồ thị của F phẩy các bạn, đồ thị của F phẩy. F phẩy F phẩy. Sao Lương Hùng là bài 8 hả? Bài 8 là bài nào em? Đây là F phẩy nha, thầy lại không đọc đề, nãy giờ ngồi mãi chém gió với các bạn. Rồi thế các bạn có luôn, đây là cái thằng F phẩy này, F phẩy của ta ở đây nó sẽ là cái gì? 0 này, 2 này, đúng không ạ? Đồ thị là lên này. Xuống này. Và đây là lên này các bạn. Lên. Đó. Thế thì ở đây người ta cho là cái gì ạ? F tại 0 là bằng 2, chỗ này là bằng bằng 2 kiểu như này. Đó. Như vậy từ đó các bạn suy ra luôn. Các bạn suy ra luôn là sơ đồ V. Sơ đồ V. Đây thằng này sẽ là như này các bạn. Ok. Vậy nó sẽ là xuống này, xuống này, lên này, xuống này và lên như này. Nói thầy lại tưởng là đồ thị của thằng F, thầy lại tưởng là đồ thị của thằng thằng F. Đúng không ạ? Đây là F phẩy, F phẩy như vậy là F phẩy của ta đặt cực trị là tại 0 này và tại tại 2, đúng không ạ? 2. Đây là 0 của ta này. 0 của ta đây. Xin hỏi thầy bạn luôn đấy, tại 2 của ta là nó bằng mấy? Đó mới là vấn đề. Tại 2 ạ. Tại 2 của ta là bằng mấy? À thế thì bài này xin lỗi các bạn luôn, là bài này là cái diện người ta cho này là hàm bậc 3, hàm bậc 3 như vậy là đạo hàm ra thì nó sẽ là bậc 2 đúng không ạ? Ui bài này thì phải tìm hàm, bài này phải chính xác là tìm hàm ra nha. Như vậy là các bạn có luôn đạo hàm của thằng này này, đạo hàm thằng này này, đây các bạn nhìn thấy không ạ? F phẩy của hắn ấy, nó phải là hàm bậc 2 đúng nhỉ? Hàm bậc 2, hàm bậc 2 mà đi qua góc tọa độ đúng không ạ? Đi góc tọa độ thì nó sẽ dạng là ax bình cộng với bx đó. Các bạn thấy không? Rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là F phẩy của hắn nhé. F phẩy của hắn. Và cái thằng này là đi qua cái điểm gì ạ?
00 đi qua điểm 20 thì các bạn sẽ có cái hệ như sau này, cái hệ như sau này, và có cái đỉnh là 1 trừ 3 thì các bạn thay vào thì bạn sẽ là có 4a này cộng với b này là bằng 0 này, và đi qua cái đỉnh là cái gì ạ, là 1 trừ 3 thì các bạn có là a này cộng với b này là bằng trừ trừ 3. Quên 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 sorry các bạn. Như đây sẽ là 4 bằng này, 1 bằng này, 0 bằng này, 1 bằng, 1 bằng, trừ 3 bằng. Như vậy ở đây nó sẽ là cái gì? Đây nó. Đi qua F phẩy. À đây là 2, 2B xin lỗi các bạn, 2B. Rồi, như vậy là được 3 và trừ 6 đúng không? Như vậy các bạn suy ra luôn. A của ta là bằng 3 này. B là bằng trừ trừ 6. Như vậy là các bạn có F phẩy của ta ấy, là nó sẽ bằng là 3X bình trừ đi 6, 6X. Như vậy là từ đó các bạn suy ra F của ta ấy, F của ta nó phải là bằng X mũ 3 các em ạ. À, X mũ 3 trừ đi 3, 3X bình cộng với C. Mà người ta lại bảo là cái gì ạ? F0 là nó bằng 2. Như vậy là từ đó các bạn suy ra luôn này, suy luôn là cái hàm fx của ta ở đây á là nó sẽ bằng là x mũ 3 trừ đi 3x bình cộng với 2. Á à, nó lừa mình, giật cá mình quỷ sứ đúng không ạ? Đó thì tới đây bài toán lại là dễ rồi. Bài toán nó dễ rồi. Không đọc đề lại cứ nhìn là tưởng là cái gì. À, đây là trừ 2. Ok, như vậy đây là trừ, đây là 2. Rồi, thì các bạn dùng sơ đồ V luôn, sơ đồ V luôn. Ok, rồi. Ok. Rồi, đây là 0 và đây là 2. Như vậy là từ đó các bạn suy ra luôn, thằng này nó có 5 điểm cực trị. Ui, đạo đức tốt. Các bạn thấy không? Lúc nãy là nhìn nhầm đề mà giải nó vẫn cứ ra như thế, ra A. Bây giờ là làm đúng đề nó cũng cứ ra A, các bạn thấy không ạ? Ôi, các bạn thấy không? Đạo đức nó tốt. Làm sai mà cũng ra đáp án đúng. Đấy, ngày xưa thầy với các bạn luôn, thầy học gà cực kỳ luôn. Chả phải ngày xưa, bây giờ cũng thế, thầy vẫn còn đang gà vô cùng luôn. Nhưng mà đạo đức thầy tốt các em ạ. Làm vớ va vớ vẩn nó vẫn cứ đúng. Toàn thế. Thầy ơi, đàn ông độc thân lâu ngày thì mình gọi là thiếu nữ đúng không ạ? Ờ, hợp lý, hợp lý. Em nói thế là chết đấy, em nói thế là hóa ra bác Hồ là thiếu nữ hả? Chết chết chết. Ngày xưa thật mà, ngày xưa thầy đi thi học kém mà toàn các bạn bắt chép bài thôi. Có lần thi không chép bài các bạn oánh cho trận khiếp, gần chết. Đấy, khổ. Sao lại trừ 2 nữa? Đấy, trừ 2 là đây. Trừ 2 đấy, em nhìn đây đồ thị đây, 2 đây. Đây là y bằng 2 này. Y bằng 2 đây. Đó. Rồi, ta sang con 3 đi các bạn. Rồi, sang con 3 đi. Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm liên tục trên R và có bảng xét dấu như sau. Giải câu 8 đi thầy, câu 8 là câu 8 nào? Sao em lại có cái câu 8 ở đây? Xem lại có đề câu 8 này. Sao Lương Hùng lại có cái đề này? Ơi em. Sao? Ai à. À, chết 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 chết. Lần này là đạo đức chắc là không phải rồi, đạo đức nhầm rồi các bạn. Ở đây là bên trong là fx trừ đi 2. Ôi giời ơi, cứ nhìn thấy fx không biết tại sao nhỉ, đạo này đầu óc kiểu gì nhỉ? Fx trừ đi 2 các bạn. Đây là fx trừ đi 2 trong lấy trừ tuyệt đối. Ui giời ơi, fx trừ đi 2 thì chỗ này phải là cái gì? Trừ 4, chỗ này phải là cái gì? Đây phải là bộ, à phải này là 2.
chỗ này phải là không. Ui chú chòa thanh niên, nhưng mà đây phải là 4. Xuống xuống đúng không ạ? Ok, đây phải là 4 4 4, như vậy là lên đây nó phải là 4. Như vậy là số điều trị nó sẽ là 1 2 3 4 5 6 7. Đây phải là C rồi các em, đây phải là C rồi, đây phải là C C C. Ui hết đạo đức tốt rồi các em ạ. Rồi rồi, chỗ này là trừ đi 2, xin lỗi các bạn nha. Đây là cái đề của ta là fx trừ đi 2. Thế mà mình nhìn nãy giờ cứ ra là trừ tuyệt đối của fx các bạn ạ. Thế mất tài. Thì cứ đinh ninh trong đầu là à f của f trừ tuyệt đối x. Xong rồi cãi cồn. Thanh niên chỉ cãi cồn. Hồi này đạo đức xuống rồi, đạo đức xuống rồi, không tốt như ngày xưa nữa rồi các bạn. Rồi câu số 3. Ôi câu số 3 người ta lại hỏi là số điểm cực đại cơ, chứ người ta lại không hỏi là cái gì. Người ta không hỏi là cực trị nó là bao nhiêu, mà người ta hỏi là cực đại của x trừ 1. X trừ 1. Và các bạn chú ý là nhiều khi người ta lại đổi cái đề này thành là cái gì, f của cái gì 1 trừ đi 1 trừ x. Xong là các bạn choáng váng. Xong người ta lại đổi cái này thành cái gì, f của cái gì ạ. Ví dụ như thế là người ta lừa các bạn. Người ta lừa các bạn thành là 2x trừ đi 3 chẳng hạn. Đó là các bạn nhìn thấy nó khiếp hơn, đúng không? Khiếp hơn, nhìn nó cồng kềnh, nhìn nó sợ hơn, các bạn thấy không? Kiểu như thế. Hoặc là người ta có thể là đổi lên, đổi đi thành là cái gì, f của trị tuyệt đối là 2x trừ đi 3 xong là trừ đi 4 chẳng hạn, như này nữa chẳng hạn, là nó lại khiếp hơn nữa. Thì cái dạng bài này là cái dạng bài lừa tình thôi, dọa con nít thôi. Nào, cái này các bạn sẽ dùng, các bạn có thể dùng song trục cũng được, mà các bạn dùng sơ đồ V cũng được, các bạn thích dùng cái nào cũng được. Thì hôm sau sẽ bổ túc cho các bạn một buổi song trục về hàm trị tuyệt đối nha. Bổ túc cho các bạn luôn. Thế lên phê cái búp bê luôn, nhìn làm hơi bị thích luôn. Không cần phải phá trị tuyệt đối, không cần phải này nọ, đối xứng hay là tịnh tiến, không cần các bạn ạ. Làm một dòng, hai dòng ra luôn. Đối với song trục cái loại này, cực nhanh luôn. Nhưng hôm nay ta làm ở sơ đồ V. Thang, 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 thang. Thế này có 1 trừ 1 này, 1 này và 2 này. À, ok. Như vậy đây sẽ là âm dương này. Như vậy là số điểm cực đại của ta là 1, 2. Như vậy từ đó các bạn suy ra luôn. Thằng này có 2 điểm cực đại. Như vậy đáp án là C, đúng không ạ? C. Chàng 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 chàng. À quên, 1 2 3, đếm cái gì mà lại ra 2? 3 lần đổi cơ mà đúng không? 3 từ cộng sang 3 điểm cực trị. Xin lỗi các bạn, b b b. 1 2 3 đúng không ạ? 3 con. B b sửa lại cho thầy nha, con này nha. Đấy, làm cái này mà làm theo sơ đồ V các bạn đếm nó nhanh cực. Các bạn có làm xong trục con này không? Làm xong trục con này nhá. Thử cho các bạn luôn nhé. Đây là sơ đồ V này. Và thầy cho các bạn thử ở song trục này. Chẳng hạn nhé, thử cho các bạn ở song trục nha. Cách 2 là các bạn dùng song trục. Cách 1 là dùng sơ đồ V. Cách 2 là các bạn dùng song trục. Rồi đây các bạn có là f f phải x đúng không? F phải x. Là trừ 1 này. 1 này. 2 này là dương này. Dương này. Âm này. Dương này.
âm này, ok. Thì từ đó các bạn suy luôn là f của trị tuyệt đối x trừ đi 1. Nào các bạn suy luôn nha. Thang 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 đây là 1 luôn này. Đây là 1. 1 thay vào đây thì nó sẽ là bằng 0 đúng không? 0 thì nó nằm ở đây. 0 đây. Các bạn thấy cái sự thú vị của cái thằng song trục. Nói chung là cách nào cũng hay, các bạn giải tay bình thường nó cũng hay, mà nói chung là tùy mỗi người thôi chứ không phải bắt buộc là các bạn cứ phải làm theo nào song trục sơ đồ V, chả cần đâu. Mà các bạn ghép trục cũng được, hoặc là các bạn làm tay bình thường cũng được. Ngày xưa thầy làm tay loại này suốt mà, thầy toàn làm tay, bắt các bạn làm tay suốt mà. Rõ ràng em làm xong làm xong trục hả? Ok. Đó, các bạn làm như này. Đây sẽ là luôn, đây sẽ là được 2. Không, đây sẽ là được 3 đúng không? 3. Đây sẽ là trừ trừ 1. Thang 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 thang. Ok. Nhưng mà đây sẽ là cái gì ạ? Xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên. Thì cái song trục ở đây nó ưu việt hơn ở cái chỗ là nếu các bạn mà đề bài nó hỏi cực đại cực tiểu, như là người ta hỏi là đồng biến nghịch biến hoặc là mắc min hoặc là bài toán tương giao chẳng hạn, thì các bạn làm song trục này nó rất là nhanh luôn này, rất là thích luôn. Đấy, dễ này thôi các em. Bài này thì các bạn làm cách nào nó cũng hay. Bạn làm bài này cách nào cũng được. Tùy các bạn, đúng không ạ? Không nhất thiết là các bạn cứ phải làm theo song trục hay là V hay là ấy. Sở trường của mỗi người thôi. Thầy thì bài này thầy hay làm theo sơ đồ V, thầy đếm. Sơ đồ V đếm. Nhưng mà làm song trục nó cũng có cái đẹp các bạn, nhìn nó rất là đẹp. Các bạn thấy nó đẹp không? Cực đẹp luôn nhỉ. Ok chưa? Thôi hôm nay ta bổ trợ tới đây thôi nhỉ. Bổ trợ tới đây thôi. Còn nhiều dạng lắm nhưng mà thôi các bạn ạ, làm tới đây thôi. Và cái bổ trợ về cực trị hàm trị tuyệt đối thì ta cũng dừng bổ trợ về cực trị của hàm hàm số ở dạng vận dụng cao 9 cộng ta cũng dừng ở đây. Chương trình của tuần sau của ta sẽ bổ trợ về sơ đồ V đếm số cực đại cực tiểu. Sơ đồ V xử lý đồng biến nghịch biến và song trục hàm trị tuyệt đối, song trục hàm trị tuyệt đối, hai dạng hàm trị tuyệt đối, đấy, vân vân, song trục căn chẳng hạn. Thì hẹn gặp lại các bạn ở trong cái buổi sau nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi sau. Hôm nay các bạn thấy nhiều cách làm đã không? Nguyễn Tho hả? Lương Văn Huy thầy ơi, ơi cái gì thầy ơi? Đoạn cuối sơ đồ V nhận biết dương đoạn cuối đi ạ. Ok. Thầy tham lam quá. Cái này thầy bổ trợ trong trong lớp thôi. Vào lớp VIP đi, vào lớp VIP đi, thầy dạy cho. Thôi nha, bye bye các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi sau. Bạn nào mà yêu thích bộ môn mà 8 cộng 9 cộng đúng không ạ? 8 cộng 9 cộng mà muốn làm nó đơn giản nhẹ nhàng thì các bạn có thể về đội của thầy. Về đội của thầy. Đấy. Các bạn có thể so sánh những cái lời giải của ta đây chẳng hạn với lời giải mà các bạn được học, là các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt luôn, đúng không ạ? Cái này nói chung cũng không không phải quảng cáo với các bạn làm gì. Rồi, bye bye các em nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi sau. Tuần này có đề thực chiến số 18, đề nhẹ nhàng tình cảm.
Bye các em.